mới thì thấy nó không hay lắm. Đây thì mình có cái bình này, nó cũng cũ mà mình xin thôi. Bình này là bình bằng đất nung các bạn, nhưng mà người ta xài lâu ngày, người ta không xài nữa, người ta bỏ ngoài mưa ngoài nắng, thành ra nó xuống cái màu giống như cái bình cổ các bạn. Mình thấy rất là hay. Thì cái bình này thì thường nó không có cái lỗ thoát nước các bạn, thì mình dùng cái máy cắt, mình cắt đường dưới đây cho nó thoát nước thôi, đơn giản như thôi. Có bạn cũng hỏi có làm cái lỗ thoát nước không, thì cái đó là có, là cái cây mà không có lỗ thoát nước là nó không sống được đâu. Thì bây giờ ý tưởng của mình là mình dùng cái cây mai con này nè, mình để vô cái bình này là mình cho nó đổ xuống các bạn. Đó, thì cây mai này là cây mai con thì ương hạt, từ hạt ra các bạn, rồi chặn xong rồi bắt đầu ghép. Thì bây giờ nó cũng được một năm rồi đó, cây này thì Tết nay là nó có hoa các bạn, bớt nó cũng nhiều á. Trong đây thì mình thấy nó cũng có bớt nè. Thì bây giờ mình uống cái cây này thì cái mùa này thì mình không có nên lọc lá nữa các bạn. Nếu cái cây này mà mình uống khoảng cái mùa khoảng từ tháng 5 á, tháng 5 âm lịch á, thì mình lặt lá nó luôn rồi mình uống luôn, thì nó ra lá lại, nó sẽ ra cái nụ hoa luôn, hình thành nụ hoa cái thời điểm đó thì nó mới kịp. Còn bây giờ nếu mà mình lặt lá nó thì cái nụ hoa nó hình thành rồi, có thể là nó nở, có thể là nó hư luôn các bạn. Thành ra không nên lặt lá. Bây giờ cái bộ lá này mình làm sao mà mình giữ được bộ lá này nha các bạn. Khi mình uống nó thì xong rồi mình có thể mình đem vô trong mát cho nó vài ngày đi hả, đưa ra nắng từ từ các bạn ơi. Bây giờ cái điều kiện mà mình phải giữ được cái bộ lá này chứ không thôi là cái Tết nó không có qua đó. Thì sau khi mình bỏ vô cái bình là mình trồng, bây giờ nó vậy nè các bạn, các bạn thấy nó có lạ không? Nhìn cái bình nó cổ cổ mình thấy rất là hay ha. Thì cái mai này là một cái mai con đó các bạn ơi. Bây giờ mình ý tưởng của mình bây giờ đó là cái cây này thì chỉ có nước làm cây đổ hoặc là cây quái thôi các bạn. Thì đưa vô cái bình này thì làm cây đổ thì mình thấy có vẻ nó phù hợp ha. Mình dùng cái cành dài của nó thì mình cho nó đổ xuống, mà trên thì nó có một cái nhánh nhỏ thì mình có thể dựng đỉnh lên. Thì nói chung cái cây này thì mình làm sơ để mình chơi thôi, rồi đó là tương lai nó sẽ đâm nữa thì cái này nè các bạn, này nữa mình nữa nó thành cái đỉnh đó. Cái cây này thì nó còn nhỏ quá nên ra các bạn chưa hình dung được, nhưng mà khi mình chơi đi từ cái nhỏ rồi từ từ cái nó lớn, rồi từ từ một năm uống thêm từ từ thì nó mới có cây đẹp, mà cây nó già các bạn. Nó nhánh hình cho đổ xuống này. Thì các bạn nói sao mà cái cách uống của mình thấy dễ mà sao làm được, các bạn chịu khó một tí. Mình, nếu mà mình đam mê là mình làm được các bạn ạ. Thì mình nghĩ là nếu mà làm lần đầu không được thì lần sau từ từ nó sẽ được. Ngày xưa thì mình cũng vậy đó các bạn ơi. Ngày xưa thì cũng mới tập tành cũng như các bạn thôi chứ cũng đâu có gì đâu. Rồi là từ từ tập tành để uống từ từ với nó quen tay các bạn. Ngày xưa thì mình đâu có được cái, ngày xưa cũng đâu có mạng thì cũng đâu có cái gì để mà mình tham khảo để mình học hỏi đâu. Bây giờ các bạn có sẵn thấy ở đây mình chia sẻ cho các bạn thì mình nghĩ là nó dễ gấp nhiều lần mình ngày xưa đó. Thì bây giờ mình dùng cái cọng dây nhôm mình cố định nó vô trong cái chậu luôn các bạn để mình uống đó. Thì cũng có bạn hỏi mình đó là cái dây này dây gì, mình cũng chia sẻ rất là nhiều lần các bạn. Dây này là dây nhôm, mà dây nhôm này thì nó dẻo, mình dễ uống lắm. Thì có bạn hỏi mua ở đâu thì mình thường thường thì mua. Mua ở Sài Gòn các bạn ơi, mình mua Sài Gòn mà cái chỗ rẻ nhất đó là ở ngoài Nhật Tảo, chợ Nhật Tảo ở chỗ Lý Thường Kiệt đó các bạn. Thì chỗ đó thì mình thấy Sài Gòn thì có chỗ đó rẻ nhất ha, nó tầm khoảng 60 sáu mấy ngàn gì đó các bạn một ký á, cái dây nhỏ hơn thì nó khoảng 70-80 gì đó. Thì các bạn cái dây nhôm này thì mình nghĩ các bạn đi ra cái chỗ mà bán chai kiển á, hay là cái chỗ bán dây đồng hay là quán mua tươi gì, các bạn có thể hỏi thử nó có bán không. Còn mình thì mình thường mua ở Sài Gòn, các bạn hỏi mình mua ở đâu thì mua ở Sài Gòn đó. Còn
các bạn ở quê hay là ở chỗ nào, các bạn có thể đi ra chỗ các tiệm đồ sắt hay gì đó, hay là các tiệm mà quán ô tô của các bạn, thì mình hỏi, hoặc là mình lại chỗ vừa kiển mình hỏi để mình tìm mua. Chứ giờ các bạn kêu mình chỉ thì không biết chỉ đâu. Thì mình chỉ nói các bạn là mình mua ở Sài Gòn thôi. Và mình nghĩ là cái này, cái dây này bây giờ nó cũng phổ biến mà đây. Thì ra có thể là mình lại cái chỗ bán kia kiển mình hỏi thì nó chắc hơn. Để người ta biết, người ta chỉ cho mình. Đó thì các bạn thấy cái cây này đó, thì cái cây mai con thôi. Thì cũng mới ghép vô, thành ra là cành nhánh nó cũng còn nhỏ. Mình mới dễ uống thôi, chứ mình để già thì nó lớn khó uống. Bây giờ mình đưa vô đây là dừa nè, mình uống trước, định hình nó đi rồi mình chơi thời gian, bắt đầu nó đâm nhánh mình uống tiếp. Thì bây giờ để uống thì mình phải giữ cho bộ lá này nè, thành ra nó hơi khó tí. Các bạn mình làm nó hơi chậm, các bạn thích thì xem mình cho vui ha. Đó thì các bạn thấy rồi đó, cái búp của nó nằm ngay cái chẻ lá này, các bạn thấy không? Có còn những cái bắp nhỏ đó nữa là nó cái từ đây tới chết là nó có qua đó các bạn, thành ra dùng quấn mình phải né nè, các bạn thấy không, bắp nó những cái bắp nằm cái kẽ lá đó. Thì bây giờ mình phải quấn mình né nó ra là mình uống sơ đi, để mình tết hôm nay nó có qua mình chơi đi, rồi sang năm rồi mình cắt ngắn nó lại rồi mình uống tiếp các bạn. Đó thì giờ cái chỗ đây là mình lắc cái con này các bạn. Đó, các bạn thấy rồi đó, một tay mình giữ, một tay mình nắng uống nó các bạn. Thì ngay cái chỗ uống thì mình cũng chia sẻ nhiều lần, ngay cái chỗ nào mình uống đó, thì mình ngay cái chỗ mình mẻ thì ngay cái chỗ cái đoạn dây đi qua các bạn. Mình quấn dây thì mình cũng quấn theo cái mà mình uống đó. Ví dụ mình uống theo một cái chiều nào đó thì quấn dây theo chiều đó các bạn, nó sẽ siết cọng dây vô, khi mình uống thì nó không có bị gãy các bạn. Thì nói chung là cây mai này nó cũng là khó uống các bạn, bởi vì nó cũng không có dẻo lắm, nó cũng tương đối được thôi, chứ còn nó không phải dẻo như những cây khác như cây cần thăng hay là cây linh sam các bạn. Cái thứ hai nữa là cây mai thì nó cũng hơi khó, mình uống nó vô mình cố gắng uống sao cho nó đừng gãy, nó chóp gãy thì nó mất sức các bạn. Đối với cây mai thì rất là khó nuôi các bạn. Nó thì mình nắng từ từ nó ra. Cho nó đổ xuống, mà nó đổ xuống nó ôm theo cái bình các bạn. Nó mới lạ, chứ mình cho nó đổ ra thì nó đi thẳng ra ngoài thì cũng được. Nhưng mà nó, mình thì mình thích cái kiểu đó. Mình thích cái đi quần quần, quăng qua quấn lại nó ôm vô cái bình rồi nó đi ra các bạn. Thường thì các bạn uống thì uống qua uống lại đi ra, còn mình á thì các bạn biết là mình thích cái nào là lạ, nó quái các bạn ơi. Thay vì mình vô một cọng dây nhôm này, mình vô hai cọng đó các bạn, mình vô hai sợi dây nhôm thì mình uống nó dễ uống, rồi là nó không bị gãy các bạn ơi. Mình vô cọng dây thì các bạn thấy là vô nó ôm thật là sát vô cái thân, để khi mình uống nó không bung ra các bạn. Thì cái cây mai này là ngày xưa là cây mai con đó các bạn, thì thường là mình gieo mai con bằng hạt này các bạn thấy không, đó, mình gieo hạt ở trong một cái bầu vậy, rồi sau khi nó lớn rồi mình mới nhổ ra các bạn, mình nhổ ra rồi mình mới trồng nó vô một cái bầu lớn hơn chút. Đó thì bắt đầu mình mới uống nè, khi mình nhổ lên thì mình uống cọng dây vô luôn các bạn, uống luôn cho cái thân nó cong nghẹo luôn các bạn. Rồi ở dưới gốc thì mình cũng lúc mình trồng mình cũng bẻ rễ nó, thì sau khi một thời gian lớn nữa nó thì bắt đầu mình sang qua một cái bầu lớn nữa các bạn. Đó, sau khi mình sang vô một cái bầu lớn nữa thì mình mới ghép nó các bạn. Đây nè, đây cái chỗ đây là cái chỗ mắt ghép nè, đó các bạn thấy không, nó rất là nhiều phân đoạn. Nó từ cái cây con rồi mình trồng rồi mình uống rồi mình sang bầu rồi mình mới ghép, rồi từ từ mình mới sang vô một cái chậu để mình uống các bạn. Thành ra nó rất nhiều công đoạn, nó cuối cùng thì mình mới được một cái cây chơi nó lạ các bạn ơi. Thành ra mình mà chơi cây kiển thì mình đi mua thì cũng được các bạn, nhưng mà con cái rồi
ở đây mình muốn chia sẻ các bạn là mình tự mình tạo ra được một cái cây để mình chơi thì nó cũng hay các bạn ơi, nó thỏa mãn được cái niềm đam mê của mình. Thành ra mình thì lúc nào cũng muốn chia sẻ các bạn để làm được một cái cây mà tự mình làm ra các bạn, thì nó có cái hay. Mình làm ra được một cây mà mình thích rồi thì mà mọi người thích nữa thì nó đã lắm các bạn ơi. Các bạn biết cái phong cách của mình đó, cố gắng đi mày mò tìm tòi những cái gì đó nó lạ lạ, chứ còn mình thì mình cũng có thích cái mà nó chung chung các bạn, cái nào mà nó thường quá thì mình thấy nó không đã đâu, nào mà nó lạ lạ thì mình mới phái thôi. Thì ở đây nó còn một cái nhánh này nè, nhánh này sau này là cái đỉnh của nó nè các bạn. Thì bây giờ trước mắt thì mình chỉ uống lơi nó lên thôi, để cho nó cố định ở đây đi. Thì sau khi mà Tết mình chơi xong rồi á, thì để Tết cái cây này mà nó nở hoa xong rồi mình sẽ cắt gọn lại cho các bạn xem, để mình lấy lại cái cốt của nó thôi các bạn. Bây giờ trước mắt thì mình uống mình lấy hết luôn để mình chơi qua cái mùa này đi, mùa Tết này đi, rồi xong xuôi qua Tết rồi mình cắt lại, mình chỉ lấy cái cốt của nó thôi để mình nuôi nó, thì nó có một cái cây đẹp các bạn. Thì ở đây mình cố gắng mình chia sẻ cái mà mình biết được, cái mà mình làm từ nào giờ đó, thì mình cố gắng mình chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể mà làm ra được một cái cây tự ý mình làm ra để chơi cho nó đã các bạn ơi. Mục đích của mình là vậy, lúc nào cũng muốn nhân rộng cái mô hình mà chơi cây cảnh để cho mọi người ai cũng chơi được, nó mới có cái thú vui chung các bạn ơi. Chứ mà nói mà chơi thì chơi một mình lẻ loi thì không có gì hay hết trơn. Có người thì người ta lại người ta không muốn chia sẻ, không biết người ta làm sao, còn cái ý của mình thì lúc nào cũng muốn chia sẻ các bạn hết. Còn các bạn mà muốn giao lưu với mình thì cái số điện thoại lúc nào mình có để dưới cái mô tả video các bạn ơi, có gì các bạn cứ gọi trực tiếp cho mình. Nhiều khi các bạn nhắn tin ở trên đây thì thực sự mà nói mà trả lại cái tin nhắn nó lâu quá bạn, mình cũng lớn rồi già rồi ngồi đó mà bấm nhắn tin thì nó cũng phiền lắm, với lại nó cũng lâu lắm. Thay vì là các bạn muốn cầm cái gì tư vấn mình tư vấn thì bạn cứ gọi trực tiếp cho mình đi, chứ mà nhắn tin thì có cái mà các bạn hỏi mình nó dài dòng lắm, đâu có thể nhắn tin được rồi. Ví dụ như hỏi thì mình nói rồi cái đó như thế nào cái kia, rồi mình hỏi ta hỏi lại rồi mình trả lời thì nó hay hơn, chứ còn mà nhắn tin thì khó lắm. Thứ hai nữa là trên Zalo của mình, các bạn có gửi hình cho mình để mà tư vấn cái cây thì các bạn nên chụp cái hình làm sao mà cho nó nhiều cái góc độ các bạn. Thứ hai nữa là mình chụp ngang, đừng có bắt cái trên chụp xuống thì mình không thể mình nhìn được. Tại cái cây mà muốn nhìn qua cái hình mà để mà chỉ cho các bạn thực sự mà nó khó còn hơn là mình mình nhìn mình làm các bạn ơi. Thành ra là các bạn nên chụp cái hình cho thật là rõ để mình thấy được mình mới chỉ các bạn. Thì cũng dài ý nhỏ nói các bạn vậy đó. Cái cây của mình nãy giờ mình uống thì tương đối nó cũng được rồi đó các bạn. Thì cái này chẳng qua là mình cũng định hình nó thôi, rồi mình chơi đi rồi cái nữa nó đâm ra nữa rồi mình cũng thêm. Thì các bạn xem cũng nhớ góp ý cho mình ha. Thì cái cây mình bây giờ nó xong rồi các bạn. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo. Rồi, xin chào.